Rồi, đây là cái skill nổ của nó đây, tuyệt kỹ của nó đây. Thì mình cũng đã dịch sơ về cái skill này rồi anh em. Rồi, nó sẽ hồi máu cho bản thân của con Gunit này là 30% máu nè, tối đa nè. Và hồi máu bằng 15% sinh mệnh tối đa của cái hàng địch đó anh em, của cái hàng của mình á. Ok, ui, hồi máu. What the hell? Hồi máu cho team khá là nhiều anh em ơi. Rồi ôi, hồi máu cho team câm lặng mục tiêu, hóa giải trạng thái của địch và búp của địch và cái trạng thái bất lợi của bản thân anh em. Hello, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì đập vào màn hình đó của anh em thì anh em cũng đã thấy con này là con Gunit nha anh em. Thì đây là cái sự kiện lấy con Gunit ở bên server Trung Quốc ha. Đây là cái con tư chất UR. Đây là một con boss thực sự là khó chịu luôn anh em. Khi anh em top 1 thì anh em sẽ nhận được nguyên con Gunit đó là 5 sao anh em, và cũng như là 50 hồn ha. Rồi đá thức tỉnh nè. Từ thứ hai, hạng thứ hai và hạng thứ ba thì được con 4 sao đó. Rồi hạng 4 và hạng 5 vẫn được nữa nha anh em. Đến hạng 8 là anh em vẫn nhận được nhưng mà chỉ có 3 sao thôi. Đó, còn những hạng sau thì anh em sẽ nhận được mảnh của con Orochi anh em. Đấy, đây là cái sự kiện giống như lấy được con Rugal và con Orochi anh em. Đây là con boss, đó, tuyên chức UR ngon hơn con Orochi. Và cũng như là con Rugal khá là nhiều. Bởi vậy anh em cứ từ từ anh em chơi thôi chứ không có gì cả. Sau đó ra được những cái sự kiện này khá là ngon. Đấy, thì anh em để kim cương đó, hoặc là những cái vé quay anh em tích lại đó, lấy những cái con tướng boss này chơi team cũng khá là bá đạo anh em. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái tiết mục gọi là coi cái skill của nó như thế nào anh em. Đây, nó skill của nó đây nha anh em. Đấy, tạo ra một cơn lốc này. Đấy, chơi thêm nhát nữa. Rồi ok, đây là skill một năng lượng. Đấy, tạo ra lốc hơi nhỏ. Rồi hai năng lượng đây anh em. Đấy, chỗ đánh mắt cả ngầu ra anh em. Đấy, rồi skill năng lượng thứ 3 này anh em. Đấy, combo nhiều hơn. Kết hợp lại với lại skill 1 là skill 2 ra skill 3 đó này. Rồi, đây là cái skill nổ của nó đây, tuyệt kỹ của nó đây. Thì mình cũng đã dịch sơ về cái skill này rồi anh em. Thì nó là một cái skill khá là ghê, cộng rất là nhiều luôn anh em. Thì không có xét nghĩa tí anh em, nhưng mà mình cũng ráng cố gắng dịch cho anh em ha. Ok, thì đó là cái ông này hình như là cái nó ghi trong này là diễn viên đóng thế anh em. Thì sử dụng sức mạnh để tạo ra một cái luồng gió này anh em. Rồi thêm một lớp bổ sung, nó ghi là một lớp bổ sung cho đồng đội, nhưng mà mình nghĩ đó là giáp siêu đấy anh em, cái giáp ảo đấy. Đồng đội hồi sinh nè anh em cho tất cả các chiến binh của bạn nè. Loại bỏ tất cả các trạng thái bất lợi của bản thân. Đấy, đó là hóa giải nha anh em. Loại bỏ tất cả các trạng thái búp của mục tiêu luôn. Ví dụ như con nào đang búp lợi thế, ví dụ như là búp cái bá vương của con Yuri á, thì xóa luôn anh em. Hóa giải cho mình mà hóa giải luôn của thằng kia luôn, của bên địch luôn anh em. Rồi loại bỏ tất cả trạng thái đúng không, làm và làm cái xác suất và làm câm lặng mục tiêu cao hơn anh em. Đó là cái skill này là sẽ khiến cho cái mục tiêu bị câm lặng nè. Đấy, cấm chiêu ha. Rồi nó sẽ hồi máu cho bản thân của con Gunit này là 30% máu nè, tối đa nè. Và hồi máu bằng 15% sinh mệnh tối đa của cái hàng địch đó anh em, của cái hàng của mình á. Đấy, hiệu ứng này là nhân đôi theo cái cường độ hiệu ứng anh em. Cái cường độ hiệu ứng là mình nghĩ là cái tỷ lệ hiệu ứng rồi. Vũ khí mà khi mà thức tỉnh thì đồng thời sẽ tăng thêm một lớp gọi là giáp siêu cho các chiến binh của bạn. Đấy, xác suất gây câm lặng và lượng hồi máu tăng lên anh em. Đó, thì nói nôm na về cái skill này của con Gunit thì nó sẽ làm hồi máu cho mình, rồi hóa giải cái trạng thái bất lợi của mình và hóa giải trạng thái có lợi của team địch. Rồi nãy hồi máu rồi đúng không, là khiến cho đối phương bị câm lặng nữa anh em, và tạo cái giáp siêu cho team nữa. Đó, thì mình thấy là mình dịch lên như vậy. Còn em nào có ý kiến gì về con Gunit này và cũng như là cái skill này hay comment bên dưới ha. Đấy, cái skill lấy khá là ngon luôn em. Chúng ta sẽ soi một lượt về cái móc nạp ở bên này. A à, chà, móc nạp những con Kula và cũng như là hồn của nó nè anh em ơi. Trời ơi, khá là ngon luôn em ơi.
Rồi ok, thì đây là cái mốc nạp đây anh em. Đây 648 tệ. Đấy, anh em cứ lấy 648 nhân cho 3.700 thì hình như ra được 2 triệu mấy đấy. Đấy, cái mốc này 2 triệu mấy nè anh em. Mốc này 1 triệu mấy nè. Mốc này chắc 500k rồi. Đấy, khá là ngon chùi, cộng được 12.000 kim cương luôn anh em ơi. Chà, bán ngót luôn anh em. Đấy, thì chắc chắn khi ra boss thì nó có sẽ có cái sự kiện lấy rồi. Đây, cái sự kiện này thì anh em bỏ kim cương ra, anh em mua những cái mảnh anh em cần ha. Đấy, khá là ngon luôn anh em ơi. Trời, chỉ có nhận nạp rồi, nhận con Kula nữa kìa anh em. Chà, nhận vũ khí tỉnh Kula luôn nè. Đấy, rất là thích hợp cho những ông nào chơi team siêu nữ luôn anh em. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái trận đấu có con Gonix này, để cho anh em mở mang tầm mắt và cũng như là soi cái kỹ năng của nó và búp cho team như thế nào ha anh em. Ok, ta sẽ vào trong những cái trận đấu ở trong đấu trường thử coi có ông nào là sở hữu Gonix và đánh cho anh em coi không. Đấy, hình như là ở dưới mé dưới này có nè anh em. Đây, chắc trận này rồi. Ai, ông này có Gonix không? Đây, có cả Gonix luôn nè anh em. Đấy, sau những cái con tướng dù Karis này thì mình sẽ làm video sau cho anh em coi. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái con Gonix này nó như thế nào. Đây, ở bên này là ui trời ơi, con Ignis nữa nè anh em. Ghi nữa nè. Chà, Gonix nè anh em. Khá ngon luôn. Trời ơi, quy một đội hình boss không. Ok, mình sẽ coi có cái trận đấu này như thế nào. Ông này là 11 triệu lượt chiến, đánh với ông 4 triệu lượt chiến nha anh em. Ok, ta sẽ tập trung vào con Gonix trước đi anh em, để coi coi nó búp cho team như thế nào. Đấy, sau thì mình sẽ làm con Karis. Ui, sao ông này bỏ có hai con vào anh em nhờ. Chắc là nu rồi, chắc là nu tướng rồi anh em ơi. Đây, không phải nu, đội hình hai của ổng đây anh em. Trời ơi, con Airy gì đánh đau thật sự anh em. Ôi ôi, đây con ghi thì nó sẽ cộng giáp ảo cho team anh em ơi. Không biết là con Gonix có thực có vào trong team đánh được cái công. Ông này hình như là ổng nu rồi anh em ơi. Ông bên phải là ổng nu cho cái ông này ổng đánh rồi thì phải. Ui, con boss này đánh thực sự là ngầu anh em. Nổ ra một cái Yasuo của anh em kìa. mười mấy triệu lượt chiến đánh với 4 triệu lượt chiến, hèn gì đánh làm gì lại anh em. Nó gấp mấy lần mà, nó hơn gấp đôi luôn mà. Đây anh em, chắc là không có chơi được rồi, không có kịp thấy em nó là chơi tuyệt kỹ rồi anh em. Ok, cho mình sẽ chọn một cái trận khác đi anh em. Chọn cái trận khác đi, trận này là không có thấy thể hiện rồi. Coi coi có trận nào có con Gonix cho anh em coi nhờ. Kiếm cái trận nào mà khủng khủng một tí nè. Con Gonix. Đây, ông nào cũng có con Gonix cả nè. Rất là dễ tìm hay sao đấy mà. Trận nào mà nó ngang kèo một tí. A à, đây rồi. Ok, không phải ông này, chắc ông này có nè. Không có luôn em ơi. Chứ à, trận này nãy mình coi rồi. À, trận này đi anh em. Đây, 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 Gonix đây, Gonix đây. Đánh với lại ông cũng mười mấy triệu lượt chiến luôn nè. Ồ, bên này cũng, ui, bên này không có Gonix nhưng mà có những anh đẹp trai dưới này khá là bén. Sau thì mình sẽ làm về những cái con tướng đó cho anh em coi. Ví dụ là Ignis nè, rồi Karis đồ các thứ nè. Khá là nhiều con sau này nó sẽ ra anh em. Cứ từ từ và tận hưởng. Bây giờ anh em cứ tích kim cương dần dần là vừa rồi. À, trời, nhân vật chính mới hiện hình. Ok, trời, cái team bên trái nhìn đã thực sự anh em. Gonix chúng ta sẽ để hàng đầu và sẽ đánh ở team bên phải. Mình sẽ ít một cho anh em dễ coi ha. Yasuo tráng được một đứa. Ôi ôi, Kula. Smart Kula anh em à. Vãi đạn ạ. Ghi đó anh em. Ok, tới lượt team ở bên kia rồi. Không biết con Gonix này có được chơi skill không anh em.
chưa lên nọ nữa. Mong sao em nó đừng chết ở cái đợt này để chúng ta còn coi skill của em nó. Chứ team bên kia là không có con Gunit rồi đấy. Ui ôi Kula. Wow con Kula này. Smart Kula mở. Ui trời ơi rồi xong. À hên quá em nó còn hồi sinh. Wow Kula đánh bén thực sự anh em à. Ôi ôi team bên này bị áp đảo thực sự anh em. Ok chúng ta sẽ coi coi cái con Gunit này nó búp cho team như thế nào. Thôi nha anh em. Chứ thực sự ra là team bên này khá yếu so với ông bên này. Đây. À búp máu cho team mà cũng như là giáp giáp siêu anh em. Chứ à búp máu cho team như giáp siêu và cũng như là sẽ cho chúng ta thấy được rằng cái con Gunit này là nó sẽ hóa giải được những cái... Ui trời ơi sao bị lật keo rồi. Con Amakusa nó chết đứng luôn kìa anh em. Phải đàn ạ. Trời ơi, nó bị đứa nào lực kèo rồi anh em ơi, chết sạch tay bên kia luôn. Cái trận này cái con Kula làm luôn mờ con Gunit quá anh em. Trời ơi, ghê thật sự anh em ơi. Đấy, cái con bánh bao này nó sẽ hồi máu được cho team anh em. Đấy, bây giờ Gunit được thể hiện rồi anh em ơi. Được đánh đội hình 2 này. Ok. Ui, hồi máu. What the hell. Hồi máu cho team khá là nhiều anh em ơi. Trời ơi, hồi máu cho team câm lặng mục tiêu, hóa giải trạng thái của địch và búp của địch và cái trạng thái bất lợi của bản thân anh em. Rồi. Leona nè anh em. Đây Leona của anh em đây. Ui ui skin đẹp vãi. Đấy đánh không Shinye luôn. Cho ông này mà mình tưởng ông thua ai về đâu bây giờ. Ông lực kèo ngoạn một anh em ơi. Ồ ôi Leona skill đẹp ghê anh em. Sau anh em nào ủng hộ thì mình sẽ làm về con Leona này cho anh em coi ha. Cho mình thích về cái con Gunit này. Nó gánh team ở cái trận này thực sự luôn anh em ơi. Nó hả nó hồi máu cho team nè và cũng như là búp giáp siêu cho team, giáp ảo cho team. Đấy và cũng như là cái sự cái màn thể hiện của con Kula ở bên team của địch cũng khá là bá đạo. Hình như là nó đã mát được cái bát môn hay lục môn gì rồi. Đó là smart của smart Kula ha anh em. Đó thì mình thấy nó biến đổi như vậy cũng khá là ghê rồi. Đó anh em nào có thắc mắc gì về con Gunit này cũng như là sự kiện lấy Gunit này hãy comment bên dưới ha. Và ông nào coi được cái con Kula smart đó thì anh em hãy comment bên dưới luôn ha. Mình sẽ giải đáp thắc mắc của anh em rồi. Cảm ơn rất nhiều nha.